Hello, xin chào các bạn. Đây là một mẫu ốp lưng chống sốc giá rẻ đến từ thương hiệu Nikin, một thương hiệu khá là nổi tiếng ở Trung Quốc. Nikin thì rất nhiều bạn đã sử dụng những cái ốp lưng Nikin rồi. Chất lượng của những cái ốp lưng Nikin thì cũng khá là ok. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp cái mẫu ốp lưng chống sốc cho Samsung Galaxy S22 Ultra đến từ thương hiệu nhà Nikin. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp cái mẫu ốp lưng này. Đây là một mẫu ốp lưng màu xanh. Đây, các bạn có thể nhìn thấy màu xanh này. Rồi, tiếp theo là cái mẫu ốp lưng chống sốc màu đen. Thế thì với cái mẫu ốp lưng chống sốc này thì Nikin đã sản xuất, đã thiết kế thêm một cái che camera. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Mình gạt sang này. Gạt sang này. Mở gạt sang để đóng này. Đấy. Thực ra thao tác đóng mở thì cũng khá là đơn giản. Tuy nhiên là khi mà đóng vào rồi thì không ai còn biết là các bạn đang sử dụng máy gì luôn. Đấy. Ok. Mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái mẫu ốp lưng chống sốc đến từ thương hiệu Nikin. Thì đây là một mẫu ốp lưng chống sốc giá rẻ. Thì tuy nhiên thì với cái thiết kế thì cũng khá là ok. Độ hoàn thiện thì ở mức chấp nhận được. Đấy. Về màu sắc thì có hai màu, màu xanh và màu đen. Nikin đã phối màu giữa cái màu xanh hoặc là màu đen với cả cái phần màu carbon. Đây các bạn có thể nhìn thấy ạ. Đấy, cái phần màu carbon này. Đấy. Một sự phối màu cũng khá là ok. Cái phần viền của nó thì được làm từ chất liệu silicon. Đấy. Bảo vệ chống sốc khá là tốt. Ở phần sườn của cái mẫu ốp lưng này thì có logo của Nikin. Có những ở các góc của ốp lưng thì có những cái chi tiết giả ốc. Tuy nhiên thì cái ốp lưng này là mẫu ốp lưng chống sốc giá rẻ cho nên làm cũng chưa được đến nơi cho lắm. Ok, mình sẽ lắp cái Galaxy S2 Ultra của mình vào cái ốp lưng Nikin chống sốc này. Đấy. Anh em nhìn thấy thì cũng khá là hầm hố đấy. Cũng khá là hầm hố. Và thêm một cái tính năng che cam. Đấy. Che cam ở đây là mục đích là để bảo vệ camera. Đấy. Khi sử dụng thì chúng ta chỉ cần lật ra cái là được. Đấy. Cũng khá là tiện. Khá là hay đấy. Tất cả những cái chi tiết, những cái lỗ thì được thiết kế cũng khá là chính xác. Đấy. Những cái phím bấm ở đây thì Nikin còn khoét thêm hai cái lỗ để các bạn có thể sử dụng chung với cả dây đeo. Đấy. Chi tiết các bạn có thể nhìn kỹ ở đây. Đấy. Đấy. Khi mà đã lắp lên máy rồi, phần rìa này, phần mặt trước này. Tất nhiên là với những cái mẫu ốp chống sốc thì chúng ta sẽ không phải bàn cãi gì nhiều. Tất cả những cái phần mặt trước nó đều được thiết kế nhô cao hơn so với bề mặt màn hình khá là nhiều. Mục đích của cái việc thiết kế này thì giúp bảo vệ cái phần màn hình tốt hơn. Tuy nhiên thì khi mà các bạn sử dụng những cái mẫu ốp lưng chống sốc dày kiểu dạng như thế này thì các bạn phải lưu ý là khi các bạn đi dán màn hình thì các bạn sẽ phải trao đổi với cái bên dán màn hình cho các bạn để thiết kế những cái mẫu dán màn hình mà nó ăn khớp được với cả những cái mẫu ốp lưng chống sốc này. Tránh trường hợp khi các bạn lắp cái ốp lưng này vào nó sẽ bị đẩy cái miếng dán màn hình ra. Đẩy miếng dán màn hình lên. Bây giờ mình sẽ lắp thử lên cái mẫu ốp lưng màu đen. Đây. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Nói chung với tầm giá của cái mẫu ốp lưng chống sốc và đến từ một thương hiệu cũng khá là nổi tiếng của Trung Quốc, Nikin, thì mình cảm thấy là rất là ok. Đấy, chống sốc bảo vệ khá là tốt. Rồi, ngoài ra thì đối với những cái mẫu chống sốc thì có rất nhiều thương hiệu, tuy nhiên thì cái mức giá của nó khá là cao. Rồi, với cái mẫu ốp lưng chống sốc dày như thế này thì chúng ta còn sử dụng được sạc không dây hay không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng test thử luôn. Đây các bạn có thể thấy là vẫn có thể sử dụng được sạc không dây một cách bình thường. Đấy.
Ok, để tìm hiểu thêm nhiều mẫu ốp lưng khác cho Samsung Galaxy S22 Ultra, các bạn có thể truy cập vào website phụ kiện samsung.com hoặc liên hệ hotline 0829 959595 để được hỗ trợ một cách nhanh nhất. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh của phụ kiện Samsung. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.